Chiều ngày 15 tháng 5, bác sĩ chuyên khoa 1 Vương Mỹ Dung, khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa thay huyết tương, lọc máu cứu một bệnh nhân PHM 44 tuổi ở tỉnh Đắk Lắk. Ông M bị viêm tụy cấp, máu đục như sữa do uống nhiều rượu bia và tăng triglycerid máu. Trước đó, ông H chuyển từ bệnh viện địa phương đến cấp cứu trong tình trạng chướng bụng, đau bụng âm ỉ, sốt, buồn nôn, không ăn uống được. Cơn đau lan dần lên ngực, sang hai bên mạn sườn và sau lưng. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ pH động mạch giảm còn 7.2, bình thường là 7.35 đến 7.45, HCO3 giảm còn 13,1 mmol trên lít, bình thường là 22 đến 26 mmol trên lít, định lượng triglycerid, chất béo trung gian tăng đến 23 mmol trên lít, gấp 13 lần bình thường dưới 1,7 mmol trên lít. Các bác sĩ nhận định huyết tương của bệnh nhân trắng đục như sữa do mỡ máu tăng quá cao, người bệnh bị toan chuyển hóa, viêm tụy cấp thể nặng, có nguy cơ tử vong cao, cần được lọc máu thay huyết tương cấp cứu. Bệnh nhân nhanh chóng được đặt catheter tĩnh mạch đùi, thay huyết tương song song lọc máu liên tục bằng hệ thống siêu lọc. Sau 3 tiếng, ông M bước đầu thoát khỏi tử thần. Vợ ông M cho biết, ông có thói quen uống nửa lít rượu hoặc 6 lon bia vào mỗi buổi chiều sau khi đi làm về. Lúc có bạn bè hàng xóm đông vui, ông uống nhiều hơn và từng bị viêm tụy cấp 2 tháng trước đó. Rượu bia thì là nó sẽ tác động đến cái tuyến tụy bằng cách là khi mà cái lượng cồn trong máu cao thì nó sẽ tăng enzyme của tuyến tụy và nó làm tăng tính thấm của ống tụy. Khi mà men tụy mà nó tiếp xúc với mô tụy nhiều thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng tụy tiêu của tế bào tụy. Trong những trường hợp nặng thì sẽ phải nằm ở hồi sức tích cực. Thì bởi vì là nó là tình trạng nhiễm trùng hoại tử mô tụy, nhiễm tụy mà dẫn đến hoại tử tụy thì rồi thậm chí là nếu mà máu nó tăng cao quá thì cũng chịu được máu mà.